Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nhờ có tác động của chính tài mà bạn nhiệt tình hơn trong công việc. Bạn là người cần cù, chịu khó, thật thà nhưng dường như vẫn chưa phát huy được hết tài năng trong lĩnh vực của mình, vì thế đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện năng lực. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý, với tác động của kiếp tài, bạn khó tránh khỏi những mâu thuẫn trong các mối quan hệ thường ngày. Đó có thể là với bố mẹ, đồng nghiệp hoặc bạn bè, với những người thân của mình thì tranh giành thiệt hơn liệu có ích gì. Nếu bạn nhún nhường để họ phần thắng, để cuộc sống yên bình cũng xứng đáng đấy chứ. Do ảnh hưởng của cục xung nên người tuổi Tý dễ nóng giận hơn bình thường. Tinh thần không ổn định, tinh khí nóng nảy, bạn nên tránh đối đầu vì có thể biết rất nhiều thứ. Nhưng đừng quên đi sự khiêm tốn để tiếp tục khám phá cuộc đời này. Tạo niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày rất quan trọng và chúng ta nên dành thực hành càng nhiều lần càng tốt. Đó là cách dễ dàng nhất để tích lũy công sức, không chỉ riêng bạn mà còn cho cả những người xung quanh mình. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2017 cho biết, chính quan mang lại những tin tốt lành cho người tuổi Sửu, nhất là người có chức tước, thích cầu danh vọng, đam mê sự nổi tiếng. Nhưng bạn chớ nên xem trời bằng vung, vì cần phải nhớ rằng những gì bạn có ở hiện tại đều là sự tích góp của rất nhiều người chứ không phải của riêng mình bạn đâu. Sửu Ngọ tương hại đẩy các suy nghĩ của bạn đi hơi quá xa so với thực tế. Đó là lý do bạn thiếu kiên nhẫn, tính khí thất thường, dễ nổi nóng với bất cứ ai. Có lúc bạn nhận ra mình sai lầm nhưng vẫn không biết cách nào để kiểm soát bản thân. Đừng để căng thẳng kéo dài, bạn nên biết phân bổ thời gian thật hợp lý để nghỉ ngơi. Bất kỳ cơ thể sống nào cũng cần phải nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Điện thoại còn phải được sạc pin nữa cơ là cơ thể, thì phải làm việc hết công suất cả một ngày dài. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần đón rất nhiều tài lộc trong ngày có thực thần che chở. Bạn có thể được mời đi ăn, có thể là đối tác làm ăn, bạn bè, đồng nghiệp. Bạn đừng vội từ chối vì lý do bận rộn. Cuộc sống đâu chỉ có công việc, bạn còn cần phải có thời gian cả cho những mối quan hệ thân thiết. Tam hợp cục nâng đỡ, điềm báo công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử học hành đạt kết quả tốt. Không những thế, tình cảm đôi lứa cũng rất tốt đẹp. Những ai còn độc thân sẽ có vận đào hoa nở rộ. Không cần phải đồ sộ như một tài sản khổng lồ mới cảm thấy có ý nghĩa. Bạn có thể viết một cuốn sách nói về kinh nghiệm của bản thân, sáng tác một bản nhạc để mang lại niềm vui nho nhỏ cho mọi người. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Thời điểm cuối năm rất nhạy cảm, vì thế bạn nên cố gắng chăm chỉ và cẩn trọng trong công việc. Đừng tỏ ra quá hung hăng, kẻo mang họa vào thân. Nhất là khi thương quan xuất hiện, điềm báo có những điểm chẳng lành khi bị mất chức tước, mất quyền, làm ăn thất thoát hoặc là bạn không nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Mão Ngọ tương phá, có điểm phá tài. Lý do là bạn quản lý tiền bạc không chặt chẽ, bị thất thoát tiền bạc không có lý do vì sao. Hãy thay đổi bằng cách bước đầu tiên là ghi lại cụ thể chi tiêu, dành tiền tiết kiệm và nhất định không được động tới chúng dù bất cứ lý do gì. Những trạng thái cảm xúc tiêu cực như nóng giận, lo âu, đa sầu đa cảm sẽ là tinh thần căng thẳng và gây tổn thương cho cơ thể từ bên trong. Vì thế tốt hơn hết là tránh xa những căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Thiên quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi Thìn nên kiệm lời hơn thường ngày. Một lời nói ra mang tai họa rất lớn, đó có thể là thương tật, tiểu nhân gây họa, tranh đấu. Một cách giải quyết để xả stress đó chính là nghe nhạc. Và khi đó đừng quên thả tâm trí trôi đến những suy nghĩ tích cực và những kỷ niệm tươi đẹp. Nhắm mắt lại và chìm trong âm nhạc, điều này sẽ làm cho bạn mỉm cười từ trong ra ngoài. Hãy dành thời gian cho gia đình của bạn, trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của từng thành viên trong gia đình. Hãy cố gắng lắng nghe và chân thành chia sẻ
vì nhà chính là nơi bình yên nhất. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên tài điềm báo cho người tuổi Tỵ có tin vui về tiền bạc, thậm chí có người bốc thăm trúng thưởng, tình cảm đôi lứa hài hòa, đôi bên thấu hiểu, biết cảm thông cho nhau. Tam hội cục nâng đỡ cho công việc hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, mặc dù có khó khăn nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Đừng vì thế mà chủ quan, làm chủ cuộc đời giống như việc đi xe đạp. Nếu bạn muốn tiến về phía trước thì bạn phải đạp không ngừng nghỉ. Đừng bao giờ nói, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, mà hãy nói, cứ thử thách tôi thêm đi. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ nhờ tác động của chính tài mà bạn nhiệt tình hơn trong công việc. Bạn là người cần cù, chịu khó và thật thà, nhưng dường như vẫn chưa phát huy được hết tài năng của mình trong lĩnh vực. Vì thế, đây chính là cơ hội tốt để bạn thể hiện năng lực. Ngọ Ngọ tự hình cho thấy bạn khá háo thắng, không thích bị người khác khiêu khích bằng lời nói. Tính cách cực đoan, thiếu kiên nhẫn do bạn thường suy nghĩ quá nhiều và muốn thể hiện ra ngoài bằng lời nói hoặc hành động. Than vãn những khó khăn hiện tại làm gì? Mỗi sáng khi thức dậy, bạn biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn có cơm ăn, áo mặc và một điều gì đó để làm. Hãy cảm thấy biết ơn cuộc đời vì món quà đầy đặc biệt này. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, người tuổi Mùi do ảnh hưởng của chính quan nên thể hiện rất rõ sự chính trực của bản thân trong công việc. Bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm, đoan trang, nghiêm túc, có việc làm đầu có cuôi. Nhưng ngày hôm nay, dễ nhiên thiên về bảo thủ và cứng nhắc, thậm chí là người không kiên nghị. Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt rất phù hợp cho bạn lập kế hoạch trong năm tới. Ngày hôm nay cũng rất thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập, mọi người đồng lòng trong công việc. Đừng cho rằng để tiền nghỉ hưu của mình để đầu tư cho con chính là đúng. Điều đó có nghĩa là con cái bạn phải chăm sóc cho bạn khi về già, khi họ còn có gia đình riêng. Điều này thực sự là một gánh nặng cho con bạn, vì vậy hãy ưu tiên việc tiết kiệm tiền để nghỉ hưu, sau đó hãy lo đến tiết kiệm tiền cho con cái mình học hành. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, ai đang làm công việc liên quan đến sáng tạo rất thuận lợi, nhất là công việc giải trí, nghệ thuật, truyền thông, nhờ tương trợ của thiên ấn. Hôm nay, khả năng mình là gì bạn nhớ thể hiện ra để mọi người ghi nhớ những ưu điểm của mình. Mọi sản phẩm tốt mà không biết truyền thông thì cũng chỉ là một cô công chúa xinh đẹp ngồi trong bóng tối mà thôi. Nếu cứ mãi miết rong ruổi thì bạn sẽ chẳng còn cảm nhận được gì, tận hưởng được những thứ dù nhỏ nhất, dù đó là những mẩu chuyện cười hay là câu chuyện của một người đồng nghiệp cũng đủ làm bạn vui cả ngày rồi. Đừng phàn nàn về những việc bản thân mình không có. Bạn làm tất cả mọi thứ cho bản thân mình, điều đó không có nghĩa là sai, nhưng cũng không có nghĩa là không có thời gian dành cho ai khác. Ví như là gia đình và những thứ quan trọng khác thì sao? Không quá khó khăn, chỉ cần bạn lưu tâm và suy nghĩ cho mọi người. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, ngày xuất hiện chính quan mang lại cho bạn sự tinh thông đặc biệt. Bạn xuất sắc trong việc xử lý các vấn đề trong công việc, dù là khó khăn đến đâu cũng nghĩ ra được cách giải quyết. Tuy nhiên, dường như bạn quá tự tin vào khả năng và tài lực của mình nên tỏ ra khá bảo thủ, không thân thiện với mọi người. Dù bận rộn đến đâu cũng nên sắp xếp thời gian cho những người thân trong gia đình của mình. Khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè chính là những khoảnh khắc theo đi bạn đến suốt cuộc đời. Những người còn lại hãy xem những vị khách qua đường, hãy chào hỏi và đối xử thật tử tế với họ. Nếu có thể, hãy học thêm cách viết lách để tăng thêm cơ hội cho bản thân. Viết lách giúp bạn thả thông tư tưởng và câu chữ trơn tru hơn, và quan trọng đó chính là nền tảng tốt giúp cho bạn tiến xa hơn trong công việc và sự nghiệp. Con số may mắn 16, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất,
Người tuổi Tuất nên cẩn trọng trong ngày có thương quan, bạn rất dễ gặp tiểu nhân cố tình gây hấn, dọa nạt, đặt điều. Lòng người khó đoán, có khi những hoàn cảnh cụ thể con người ta mới bộc lộ ra bản chất của mình. Lúc này bạn nên bình tĩnh xử lý hơn là ngồi đó mà than thần trách phận. Công việc trở nên vô cùng thuận lợi cho người tuổi Tuất vì có sự hỗ trợ của tam hợp. Quan hệ xã giao hài hòa, thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, tài lộc dồi dào. Thừa cơ hội này, bạn hãy tận dụng để thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng tỏ ra tự ti, lãng phí vận may của mình. Theo tâm lý đám đông, bạn rót tiền vào đầu tư cho con cái, gia sư, thể thao, du lịch, chi phí trường tư, chạy hè, các lớp kỹ năng, danh sách dài vô tận. Thật khó, nhưng bạn nên học cách xem xét lại để sử dụng đồng tiền và thời gian một cách hợp lý hơn là những người khác đang làm. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Tỷ Kiên mang lại rắc rối cho bạn với một người nào đó, có thể là đồng nghiệp, người thân hay bạn bè. Điều này xuất phát từ việc bạn chỉ chú ý tới những điểm xấu của người khác. Nếu bạn bình tâm lại và tìm những ưu điểm của người ta thì bạn sẽ thấy chẳng ai hoàn hảo cả. Thật ra do bản thân bạn quá khắt khe nên dù họ có đối tốt đến mấy, chúng ta vẫn cứ tự phủ nhận và coi trọng ý kiến của mình là trên hết. Đã xưa rồi cái cảnh êm đềm trướng rủ màn che. Nếu không dám mạo hiểm bước ra khỏi vỏ bọc nhỏ bé của mình, bạn mãi mãi không biết được những thành quả to lớn ngoài kia do ai tạo ra. Hãy đầu quân cho một lĩnh vực mà bạn yêu thích, chứ không phải là công việc nhất thời. Cứ theo đuổi mục tiêu lâu dài, cuối cùng bạn sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng với mình. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.